Đây là thành quả lao động sáng tạo của các họa sĩ suốt năm tháng qua. Không gian nghệ thuật công cộng Phúc Tân đã được thay màu áo mới. Ký ức lịch sử hình thành bãi bồi sông Hồng, đời sống của cộng đồng cư dân trong khu vực đã được tái hiện sinh động. Cả tuyến phố đẹp và khang trang hơn, tạo ấn tượng đối với người dân cùng du khách. Những dự án nghệ thuật cộng đồng như thế này đang tiếp tục được quận Hoàn Kiếm duy trì và nhân rộng.